Sinh nhật ký phần 2 chiều hôm nay được phát hình và phát thanh từ Bắc California. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần phân tích thời sự chiều ngày hôm nay thì vẫn nhắc quý vị cuốn phim Cạn Dầu đã có trên TNP Channel và Phượng Mai Official. Hy vọng rằng quý vị sẽ qua bên Phượng Mai Official xem nhiều hơn nếu quý vị muốn xem lại, hoặc muốn share ra cho bạn bè thân hữu của quý vị trên mạng xã hội cũng share cái channel của Phượng Mai để kích lệ tinh thần của anh chị em nghệ sĩ, bởi vì đây là channel về giải trí và nghệ thuật nhiều hơn là cái channel tin tức của Phong. Mong rằng quý vị sẽ qua bên đó xem, hỗ trợ và ủng hộ mạnh mẽ cho anh chị em nghệ sĩ có thêm những cái tác phẩm mới để mà cống hiến cho quý vị. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần thời sự của chúng ta. Quý vị, trong ngày hôm nay tôi lại có bản tin khá đặc biệt liên quan đến tình hình Việt Nam. Ngày 26 tây tháng 6 vừa qua thì Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã chuyển một cái tập tài liệu giải thích về cái tình trạng tiền tệ của Việt Nam đối với lại Bộ Thương mại của Hoa Kỳ. Và theo bản tin từ ở cái trang web của Bộ Thương mại Hoa Kỳ thì họ nói rằng là họ đang có cái kết luận và vẫn duy trì cái kết luận ban đầu là Việt Nam là quốc gia thao túng tiền tệ, và lời giải thích này coi như đã bị bác bỏ bởi vì không đủ yếu tố chứng minh rằng Việt Nam để cho cái thị trường tiền tệ được theo cái tự nhiên của thị trường. Quý vị, đây là một trong những cái đưa ra cái kết luận sơ khởi của Bộ Thương mại của Hoa Kỳ. Trong đó thì bà Raimondo, là Gina Raimondo là Bộ trưởng Thương mại đã đưa ra, và nếu như mà cái quyết định này của Bộ Thương mại được duy trì thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào và Cộng sản Việt Nam sẽ phải đối diện với hệ quả gì? Có lẽ đó sẽ là cái bài phân tích của tôi trong cái Houston Nhật ký chiều ngày hôm nay. Ok quý vị, nè, nếu một quốc gia bị xếp vào dạng thao túng tiền tệ thì cái hậu quả của nó khá nghiêm trọng, bởi vì tất cả mặt hàng của quốc gia đó sẽ bị giới hạn, không được nhập cảng. Thứ hai, một số mặt hàng sẽ bị trừng phạt, không được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Và thứ ba là nếu còn nằm trong danh sách này thì tất cả những cái đề nghị thương mại, hợp tác thương mại của cái quốc gia đó cũng sẽ bị giới hạn. Và cuối cùng là phía Hoa Kỳ nếu như mà đi một cái biện pháp gọi là mạnh mẽ hơn, họ sẽ nộp đơn lên WTO để xin một cái án trừng phạt về mặt thuế đánh vào các mặt hàng của những cái quốc gia đó. Đây là một trong những cái hậu quả mà gọi là theo cái quy tắc chính thức của cái luật thương mại của Hoa Kỳ và trao đổi mậu dịch với các quốc gia ở nước ngoài. Ok quý vị, lý do tại sao mà hai lần, lần trước thì Cộng sản Việt Nam cũng đã bị đưa vào cái danh sách là thao túng tiền tệ, nhưng sau đó đã được lấy ra chỉ có một tuần lễ. Lần này thì lần thứ hai Bộ Thương mại đã đưa Việt Nam vào trong danh sách thao túng tiền tệ, và Cộng sản Việt Nam cũng đã vận động khá nhiều, họ dùng tới áp lực của một số dân biểu Đảng Dân chủ, đặc biệt là một hai đảng nha, thành viên của Đảng Dân chủ ở tại San Francisco đã viết thư và yêu cầu Cục Thương mại, Bộ Thương mại của Hoa Kỳ là duyệt xét lại tất cả các cái góc cạnh của cái việc mà thao túng tiền tệ này. Quý vị, Cộng sản Việt Nam đang nỗ lực để mà giải vây chuyện này. Có nhiều lý do dẫn tới việc Cộng sản Việt Nam đang muốn giải vây chuyện này. Bởi vì nếu bị xếp vào, họ không quan tâm tới vấn đề đánh thuế đâu quý vị. Cộng sản Việt Nam, tại vì hàng hóa của họ bây giờ tập trung vào thị trường Trung Quốc nhiều hơn. Hàng xuất cảng qua Hoa Kỳ chủ yếu là những cái thiết bị mà điện tử mà các công ty mở ở tại Việt Nam rồi xuất cảng ngược qua Hoa Kỳ. Ví dụ như là Apple, Samsung và Sony là ba công ty có trụ sở và có công xưởng tại Việt Nam. Thì họ sản xuất ở tại Việt Nam xong rồi họ đưa qua Hoa Kỳ, thì Cộng sản Việt Nam xem đây là mặt hàng xuất cảng của họ để mà nói láo với người dân. Thực ra đó không phải là hàng xuất cảng, mà tôi đang nói hàng xuất cảng chính thức do Việt Nam sản xuất ra.
Make in Việt Nam để sản xuất qua Hoa Kỳ đó, mà do phía Việt Nam đó thì cái mặt hàng đó không có bao nhiêu cả, chủ yếu vẫn giống giống như tôi nói là nông hải sản mà thôi, còn các mặt hàng khác là các mặt hàng không phải là nhập cảng trực tiếp từ Việt Nam mà nó thông qua những công ty này để nó đưa trở lại Hoa Kỳ. Và nhưng mà rất là ít, cũng không có nhiều lắm đâu quý vị, tại vì ở bên Mỹ mà quý vị cầm những cái thiết bị điện tử của Samsung, của Sony và của Apple đó thì nó lại không make in Việt Nam nhiều, mà nó là make in Malaysia nhiều hơn, hay là bây giờ vẫn còn tồn tại make in China nhiều hơn. Do đó mặt hàng xuất cảng của Cộng sản Việt Nam là xuất cảng qua Trung Quốc nhiều hơn. Tất cả những cái nguồn kinh tế chính của Việt Nam bây giờ, ngày xưa thì tôi đã nói với quý vị là họ có 3 mặt hàng xuất cảng chính. Thứ nhất là nông hải sản, thứ nhì là hàng dệt may, và thứ ba là dầu khí. Thì bây giờ cả ba cái này, hai cái đều tập trung vào Trung Quốc. Dầu khí khi được khai thác ở trong các cái quặng mỏ ở Việt Nam đó thì đều xuất cảng qua Trung Quốc. Nông hải sản bây giờ cũng xuất cảng qua Trung Quốc. Còn hàng dệt may thì bị chết đứng với hai lý do. Thứ nhất là do cái tình trạng mà mấy năm nay đó quý vị, là do cái thứ nhất là tình trạng đại dịch Cộng sản Việt Nam phong tỏa khá gay gắt, khiến nhiều công ty họ bị ứ động cái hợp đồng. Do đó họ chuyển công xưởng của họ qua bên Indonesia và bên Bangladesh để mà duy trì cái mức sản xuất. Đó là chuyện thứ nhất là do cái tình trạng của đại dịch. Và thứ hai là cái tình trạng nặng nề nhất là hàng dệt may của Việt Nam, nhưng bông vải sợi thì nhập cảng từ Tân Cương của Trung Quốc. Do đó cái luật mới của Hoa Kỳ là tất cả những gì đến từ Tân Cương đều bị nghiêm cấm không được nhập cảng vào Hoa Kỳ. Chính điều này mà cái ngành dệt may của Việt Nam bị chết đứng, không xuất cảng được vào Hoa Kỳ và các quốc gia Âu Châu. Lý do là bởi vì bông vải sợi của họ nhập cảng từ Tân Cương. Đó là lý do, là cái tôi giải thích cho quý vị là tại sao Cộng sản Việt Nam không có cần quan tâm tới việc xuất cảng qua Hoa Kỳ bị đánh thuế. Nhưng tại sao họ lại phải vận động mạnh để tháo gỡ Việt Nam ra khỏi cái danh sách thao túng tiền tệ? Quý vị, nó sẽ ảnh hưởng tới những cái thương thảo để Cộng sản Việt Nam tạo thế đứng của mình. Một trong những cái thương thảo đó là cái chiến lược kinh tế đối trọng với Trung Quốc là IPEF của ông Joe Biden, tức là Indo-Pacific Economic Framework, gọi tắt là IPEF, mà Joe Biden đưa ra. Trong đó có 12 quốc gia, 11 quốc gia có giá trị chung với Hoa Kỳ chính thức được mời. Và Cộng sản Việt Nam đang được nằm ở trong cái vai trò là quan sát viên, chưa phải được mời là thành viên chính thức. Thì quý vị, Cộng sản Việt Nam đang muốn gia nhập vào cái tổ chức này. Không phải vì vấn đề đành đang làm, một phần là do cái vấn đề xuất cảng và nhập cảng. Nhưng mục đích chính của Cộng sản không phải là vấn đề xuất cảng hay nhập cảng để mà làm cho đời sống người dân khá lên, mà họ chỉ muốn xây dựng cái tư thế của đảng cai trị trên chính trường quốc tế để nói với người dân Việt Nam là họ đang có uy thế và được mời vào tổ chức này, tổ chức kia, vân vân. Do đó, nếu như mà bị xếp vào cái danh sách là thao túng tiền tệ thì Việt Nam sẽ bị loại tư cách ra khỏi cái khung mậu dịch gọi là IPEF mà ông Joe Biden đã đưa ra nhằm tạo một cái lực kinh tế đối trọng với Trung Quốc tại Á Châu. Thay vì ông ta quay trở lại cái CPTPP thì ông ta không muốn quay trở lại cái đó, mà ông ta muốn lập ra một cái khung kinh tế khác gọi là IPEF. Thì điều này thứ nhất nó sẽ ảnh hưởng tới cái nó ảnh hưởng tới cái tư thế của Cộng sản Việt Nam nếu như Việt Nam bị loại trừ qua khỏi ra khỏi IPEF, và nếu bị loại trừ là do vấn đề thao túng tiền tệ. Đó là điều thứ nhất mà tôi giải thích cho quý vị hiểu rõ tại sao Cộng sản Việt Nam vận động nhiều. Thứ hai, nó sẽ ảnh hưởng tới cái hiệp ước EFTA của Cộng sản Việt Nam và Âu Châu. Cộng sản Việt Nam và Liên hiệp Âu Châu cách đây 2 năm đã ký cái hiệp ước EFTA, trong đó Âu Châu sẵn sàng mở rộng thị trường và giảm thuế cho mặt hàng của Cộng sản Việt Nam, với điều kiện Cộng sản Việt Nam phải tuân thủ các cái quy tắc đã được quy định ra ở trong WTO, không được phép thoái thác nữa. Là họ có thời hạn 7 năm, thì bây giờ đã đi hết 2 năm rồi quý vị. Tức là còn lại 5 năm thôi. Tại sao ảnh hưởng? Tại vì khi Cộng sản Việt Nam bị quy vào trong cái danh sách là quốc gia thao túng tiền tệ thì tất cả các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ sẽ phải tuân thủ quy tắc của Hoa Kỳ,
là họ phải giảm đi và giám sát chặt chẽ những mặt hàng phá giá từ Việt Nam. Tại vì thao túng tiền tệ tức là sao? Có nhiều người họ không hiểu. Ok các bạn, thị trường tiền tệ là nó sẽ theo cái tự nhiên của giá trị của mỗi một quốc gia, cái đồng tiền của mỗi quốc gia theo cái thị trường của nó. Không ai được phép nhúng vào và điều chỉnh giá cả hay là kềm chế giá cả. Có thể tung tiền ra, một chính phủ có thể bung tiền ra để hỗ trợ tìm cách cứu vãn cái giá trị đồng tiền của mình, thì cái đó được cho phép, tại vì đó là cái mức gọi là cạnh tranh. Thứ hai là có thể họ lên vàng để mà làm cái bảo chứng cho cái đồng tiền của mình, hoặc là ít nhất là họ có cái mức sản xuất dồi dào để nâng giá đồng tiền của quốc gia mình lên. Đó là cái cách cạnh tranh công bằng trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, nếu nhúng vào chỉ đạo và kiềm chế giá cả bằng lệnh của chính phủ, và hay là lệnh đó dù là cái lệnh chính thức từ ở chính phủ hay là cái lệnh ngầm ra lệnh cho các ngân hàng phải tìm cách kiềm giá, không để cho giá đồng tiền bị mất đi, thì quý vị, đây sẽ bị xem là thao túng tiền tệ, tức là sử dụng luật lệ quyền lực của chính phủ để mà nhúng vào cái thị trường tiền tệ và dùng cái quyền lực của quốc gia mình, cái quyền lực cai trị để mà điều chỉnh giá cả theo ý của mình, thì hành động này bị xem là thao túng tiền tệ. Tại sao Cộng sản Việt Nam lại làm chuyện này? Quý vị, nếu như đồng tiền Việt Nam mà bị mất giá thì mặt hàng sẽ giá cao hơn. Còn nếu giữ được giá trị đồng tiền Việt Nam thì mặt hàng nhập cảng vô Việt Nam bán được giá cao. Ngược lại, khi mà hàng Việt Nam xuất cảng ra bên ngoài thì giá sẽ thấp hơn thị trường và họ có lợi nhiều hơn. Tại vì mua hàng giá rẻ là do khách hàng, giá rẻ thì khách hàng mua. Đó là cái tâm lý chung mà quý vị. Do đó, nếu một quốc gia bị quy vào cái hồ sơ mà một quốc gia thao túng tiền tệ thì nó ảnh hưởng dây chuyền, chứ không phải chỉ là cái mối quan hệ của Hoa Kỳ và quốc gia đó, đặc biệt là Cộng sản Việt Nam. Thì quý vị, đây là lần thứ hai Bộ Thương mại của Hoa Kỳ đã đưa Cộng sản Việt Nam vào danh sách thao túng tiền tệ. Và trong cái ngày 26 tây thì phía của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, tức là bà Raimondo, bà cũng đã lên tiếng và bà nói rằng là bộ của bà đang duyệt xét. Tuy nhiên, phía Việt Nam đã không đủ thuyết phục về cái chính sách tiền tệ của họ. Rõ ràng họ vẫn thiếu cái khung luật pháp về chính sách tiền tệ, và đồng thời là tạo cái lỗ hổng cho chính quyền, tức là kẻ cai trị, có thể điều chỉnh giá cả tiền tệ theo ý của chính phủ, mà nó không có một cái biện pháp chế tài, đặc biệt là đối với Ngân hàng Trung ương của Cộng sản Việt Nam. Chính điều này dẫn tới việc kết luận của Bộ Thương mại và cái bản giải thích của Cộng sản Việt Nam đã bị bác bỏ. Họ viện cớ nào là xóa đói giảm nghèo gì đó cũng khoe khoang ba cái thành tích đó quý vị. Cái bản tôi đọc vô cái bản mà giải thích của Cộng sản Việt Nam tôi bật cười. Trong khi các anh đang bị quy tội là thao túng tiền tệ thì lại đem chuyện mà Việt Nam đã nỗ lực phát triển rồi đã cái gì có cái thành công trong xóa đói giảm nghèo gì đó, nó vét một đống thứ vô quý vị. Tôi đọc tôi tức cười, tôi nói vậy thì cái gì giải thích đây, rồi biện minh chuyện này chuyện kia tùm lum hết, tức là nó không đáp ứng được cái yêu cầu của phía của Hoa Kỳ. Phía Hoa Kỳ yêu cầu thứ nhất, các anh chứng minh cái luật lệ nào các anh đã được ban hành thông qua bên quốc hội của các anh là để cho cái thị trường tiền tệ được phát triển và không được phép điều chỉnh giá cả bởi Ngân hàng Trung ương. Các anh không có luật lệ nào hết. Rồi thứ hai là các anh đã để cho cái vấn đề gọi là in tiền mà không có một cái con số chính thức và con số báo cáo rất mù mờ. Thì quý vị, những cái hành động này Cộng sản Việt Nam không chứng minh được. Hà Nội không chứng minh được là họ không có nhúng vào thao túng tiền tệ. Đối với Hoa Kỳ, định nghĩa của sự thao túng tiền tệ là chỗ này. Thì bây giờ quý vị, nó là viện cớ ABCD gì đó để giải thích cái việc mà chính phủ phải kiểm soát giá cả nhằm chống lạm phát, rồi nhằm để mà nâng cấp, xóa đói giảm nghèo. Nó giải thích tùm lum hết. Thì tôi nói quý vị, tôi nhìn cái bản đó không, cá nhân tôi nhìn vô tôi đã thấy không có cái điểm nào để chứng minh rồi. Chứ đừng nói tới những chuyên gia của bên Bộ Thương mại nữa. Và việc này nó ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì nếu như Cộng sản Việt Nam mà bây giờ không được gia nhập vào IPEF,
lại bị phía Liên hiệp Âu Châu, tức là các quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu, áp mức thuế tiếp tục trong lúc mà Cộng sản Việt Nam đang thực thi tất cả những cái biện pháp cải tổ kinh tế. Thì quý vị, có nghĩa là mặt hàng Việt Nam sẽ bị giới hạn rất nhiều, và họ không kiện được trên WTO. Họ không kiện được trên WTO. Đây chính là cái mà Cộng sản Việt Nam đang lo ngại. Và cái thứ ba nữa đó quý vị, là nếu như mà cái tin tức này mà nó được lan rộng ra bên ngoài đó, thì nó sẽ ảnh hưởng tới những cái nguồn đầu tư vào Việt Nam. Tức là những cái công ty mà đang dự tính mở công xưởng hay có cái nguồn đầu tư vào Việt Nam qua cái hình thức FDI, tức là nguồn đầu tư nước ngoài đó quý vị, họ sẽ phải cẩn thận, không thể đầu tư vào Việt Nam. Bởi vì nếu đầu tư vào đó, họ có thể vi phạm luật ở Hoa Kỳ, là tiếp tay cho cái thể chế và cái chế độ chính trị bên đó thao túng tiền tệ và gây thiệt hại cho quyền lợi của Hoa Kỳ và các đồng minh. Do đó, những công ty nào mà đang có dự tính sẽ mở công xưởng tại Việt Nam, làm công xưởng tại Việt Nam, bla 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 bla, hay đầu tư tại Việt Nam trong các dự án về y khoa, về địa ốc, về tài chính gì đó quý vị, thì nó sẽ bị ngưng lại. Đây là cái hậu quả của việc thao túng tiền tệ và bị trừng phạt. Bởi vì một công ty, một quốc gia mà bị xếp vào dạng này, thì các nhà đầu tư ở nước ngoài sẽ được khuyến cáo là không nên đầu tư vào quốc gia đó. Vì có thể thứ nhất là họ sẽ bị chính phủ thao túng. Thứ hai là họ có thể vi phạm luật ở Hoa Kỳ. Do đó quý vị, Cộng sản Việt Nam nỗ lực vận động để không đưa vào danh sách này. Mục tiêu của họ là như vậy, chứ không phải là vì cái hàng xuất cảng qua Hoa Kỳ. Bởi vì hàng xuất cảng qua Hoa Kỳ không nhiều bằng hàng xuất cảng qua Trung Quốc. Đây là cái mà tôi giải thích cho quý vị thấy rõ là cái tầm quan trọng khi bị đưa vào danh sách của những quốc gia bị xếp là thao túng tiền tệ. Cộng sản Việt Nam đã không rõ ràng trong cái chính sách tiền tệ của họ. Thứ hai là Ngân hàng Trung ương Cộng sản Việt Nam cũng che giấu rất nhiều những cái nguồn tiền không chứng minh được, mặc dù đó không phải là tiền đen rửa tiền, tại vì nó phải đáp ứng chung chung cái hệ thống SWIFT của cộng đồng quốc tế. Nhưng họ đang nghi ngờ là phía Ngân hàng Cộng sản Việt Nam có cái sự gọi là vay mượn thiếu minh bạch từ ngân hàng khác của quốc gia khác, điển hình là Trung Quốc. Thì quý vị, đây chính là những cái điểm mà cho thấy rằng là Cộng sản Việt Nam đang bế tắc trong đường hướng kinh tế và đang tìm đủ mọi cách xoa dịu người dân, nhưng không có đường hướng giải quyết về kinh tế. Cuộc sống ở bên đó thì quý vị đã cảm nhận được khi mà quý vị kiếm không ra việc làm. Ở đây tôi chỉ nói về tình hình tổng quát thôi, tức là Việt Nam đang đối diện với cơn khủng hoảng kinh tế. Mà cơn khủng hoảng kinh tế này, giống như tôi cảnh báo quý vị, nó sẽ kéo dài nhiều thập niên chứ không phải một vài năm. Và với cái tình hình kinh tế của Việt Nam, cái bài toán nhanh nhất để có thể thoát khỏi cơn khủng hoảng kinh tế này là sự sụp đổ của chế độ. Nó đẩy Việt Nam qua một vận mệnh khác thì nó mời gọi được cơ hội khác tới. Còn bây giờ duy trì chế độ này thì cái hướng phát triển kinh tế họ không có. Tất cả những mặt hàng xuất cảng của họ, giống như tôi nói, đã bị kiềm chế, đã bị giới hạn. Thứ hai, họ không có một cái xương sống kinh tế nào. Xưa nay chủ yếu nhờ vào xuất cản cái nguồn nông hải sản, thì quý vị bây giờ nó bị giới hạn rồi. Thì trên nguyên tắc thì cái việc phát triển kinh tế nó phải đồng bộ thì nó mới phát triển đều, và nó phải có cái xương sống. Bây giờ quý vị nhìn vào kinh tế Việt Nam, xương sống là cái gì? Tôi không nhìn thấy cái xương sống kinh tế của Việt Nam là cái ngành nào chủ lực. Dường như ở Việt Nam bây giờ chứng khoán, địa ốc là nó coi là, bây giờ quý vị, thứ nhất là xuất cảng, thứ hai là thị trường tiêu thụ nội địa, thứ ba là sản xuất. Thì quý vị, ba cái này là cái nào sẽ là xương sống kinh tế của Việt Nam? Cả ba cái không có. Xuất cảng nông hải sản thì bây giờ bị thiếu hụt, những cái kho mà dự trữ về hải sản đó quý vị là sạch sẽ rồi, xuất cảng hết qua Trung Quốc rồi, và không có xuất cảng nhiều qua những thị trường khác. Về cái thị trường tiêu thụ nội địa thì bây giờ cái khả năng mua sắm của người dân Việt Nam đã không còn, bởi vì tình trạng không có tiền, lương quá thấp, không đủ chi phí, cho nên cái mức tiêu thụ của họ không nhiều. Rồi bây giờ sản xuất thì quý vị, gần như là cái tình trạng đại dịch vừa rồi,
các công xưởng đã bị giới hạn, không sản xuất nhiều được nữa. Sản xuất đây ý tôi nói là Samsung nè, Intel hay là Apple nè, thì họ bị giới hạn cái vấn đề chiến dịch chống dịch, thì họ không có sản xuất, họ sản xuất cầm chừng. Do đó quý vị, gần như là cái xương sống kinh tế Việt Nam không có. Còn ở trong thị trường nội địa thì báo chí tuyên truyền nó lại đánh trống thổi kèn cho ba cái gì, địa ốc với lại cổ phiếu, cái đó không phải là xương sống kinh tế. Ngành địa ốc hay là ngành chứng khoán nó chỉ là cái biểu tượng cho cái sự khỏe mạnh của nền kinh tế hay là suy yếu của nền kinh tế, chứ nó không phải là xương sống kinh tế. Như tôi giải thích quý vị, xương sống kinh tế là do người dân sản xuất nhiều, tạo ra tài sản và xuất cảng, hay là cái sự chi phí và cái sự tiêu thụ của người dân nhiều. Nền kinh tế Hoa Kỳ mạnh là nhờ cái thị trường sản xuất nhiều và thị trường tiêu thụ mạnh. Tiêu thụ mạnh tức là khả năng đi mua sắm của người dân Hoa Kỳ nó mạnh hơn, nó mạnh hơn cả thế giới. Bởi vì Hoa Kỳ mới là thị trường gọi là nền kinh tế lớn nhất thế giới và thị trường lớn nhất thế giới, mặc dù chỉ có 300 mấy triệu dân. Thì quý vị, bây giờ ở Việt Nam cái thị trường tiêu thụ đã bị mất rồi, sau hơn một năm mà bị bùng nổ đại dịch, thì bây giờ bắt đầu bút ấp trở lại thì người dân lại không có tiền mua sắm, cạn hết rồi. Nhiều người mang nợ ngân hàng, bị kéo nhà, bị kéo đất, là vì không có khả năng trả nợ cho món nợ của ngân hàng khi họ vay tiền mua nhà và mua đất ở Việt Nam. Rồi những người đi mua xe trả góp cũng vậy, bây giờ phải đối diện với tình trạng là trả nợ trễ hoặc là bị thiếu vài tháng chưa trả, có nguy cơ bị kéo xe luôn. Thì cái này nó phản ảnh cái thị trường tiêu thụ của Việt Nam, tức là người dân Việt Nam không đủ sức tiêu thụ nữa. Đó là chưa kể giá cả mọi thứ đều tăng chung với giá xăng, nó đều tăng hết, và cái khả năng mua sắm nó giảm đi. Khả năng mua sắm tức là thị trường tiêu thụ không bút ấp nổi, không vực dậy nổi. Thì không có thị trường tiêu thụ thì làm sao cái xương sống kinh tế quốc gia nó vận hành được. Thị trường xuất cảng thì tôi đã giải thích rồi. Thì quý vị, mỗi một quốc gia đều có cái xương sống kinh tế riêng của mình. Ví dụ như Thái Lan, cái xương sống kinh tế của họ là xuất cảng nông hải sản, họ đứng đầu cả khu vực về xuất cảng, đó là xương sống kinh tế của họ. Hay là Hoa Kỳ, tôi đã nói là sản xuất và tiêu thụ, thì cái mức độ tiêu thụ của người dân Hoa Kỳ nó phản ảnh cái nội lực kinh tế. Việt Nam không có. Do đó tình hình của Việt Nam gần như là bế tắc. Bây giờ lại bị đưa vào danh sách những quốc gia thao túng tiền tệ, thì điều này có nghĩa là nó sẽ còn bị giới hạn hơn nữa, và cái nguồn đầu tư từ bên ngoài vào Việt Nam sẽ giảm đi rất nhiều. Trừ những cái công ty mà gọi là ở tại Á Châu họ không quan tâm hoặc là họ không care nhiều lắm, thì có thể là họ liều mạng họ đầu tư vào Việt Nam. Nhưng mà nếu hàng của họ xuất cảng qua Hoa Kỳ họ sẽ bị giới hạn. Còn những công ty của Hoa Kỳ là coi như là họ không muốn đầu tư, cho tới khi nào Cộng sản Việt Nam rõ ràng trong chính sách tiền tệ và bị lấy và được lấy ra khỏi danh sách là những quốc gia thao túng tiền tệ thì họ mới đầu tư. Tôi lấy ví dụ, bây giờ như là Apple muốn mở thêm một công xưởng về thiết bị, tức là bao bì thiết bị ở Việt Nam, thì bây giờ họ phải ngưng lại. Họ chờ cho tới khi mà Quốc hội Cộng sản Việt Nam phải thông qua những cái luật khẳng định về cái thị trường tự do của tiền tệ, và có những cái quy tắc ngăn cản không cho phép những kẻ cai trị, tức là chính phủ, được xen vào thị trường tiền tệ. Trừ khi họ có những cái luật lệ này chứng minh. Còn nếu không là họ vẫn tiếp tục bị xem là quốc gia có cái hành động cố tình thao túng tiền tệ. Cộng sản Việt Nam thì chưa ra luật. Do đó quý vị, muốn tháo gỡ cái này, Cộng sản Việt Nam phải cải tổ. Ngoại trừ cái trò gọi là chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng, tạo được cái hình ảnh tích cực cho các người ngoại quốc hoặc là các quốc gia bên ngoài nhìn vô là thấy ông này có nỗ lực chống tham nhũng. Nhưng đó chỉ là một phần của vấn đề. Phần lớn thì các quốc gia xung quanh hoặc là những quốc gia như Hoa Kỳ vẫn đợi Cộng sản Việt Nam cải tổ hệ thống chính trị, cải tổ cù máy kinh tế và cải tổ hệ thống hành chính. Ngày nào mà những cái này còn ù lì không cải tổ và vẫn theo cái gọi là vẫn như cũ đó, thì quý vị, Cộng sản Việt Nam sẽ không thoát được sự kiềm chế.
tức là họ không có thể phát triển kinh tế được một cách tối đa, mà lúc nào cũng bị giới hạn và mỗi năm đều bị duyệt xét cái mặt hàng xuất cảng hay là hợp tác với những quốc gia khác. Đây là cái điểm mà tôi nói với quý vị là nền kinh tế bế tắc, trừ phi Cộng sản Việt Nam phải thay đổi và phải cải tổ hệ thống chính trị và cải tổ các cái quy tắc luật lệ trong ngân hàng, không còn những cái thông tư nghị định nữa mà chỉ là luật lệ thôi. Còn bây giờ nó đưa ra rất nhiều thông tư nghị định của nội bộ đảng, nó bị mâu thuẫn với nhau nhiều lắm. Luật ra thì khác mà nghị định ra thì lại kéo căng ngọng. Đây chính là cái mà vướng mắc của Cộng sản Việt Nam và cái hệ thống hành chánh cồng kềnh, nó đã dẫn tới tình trạng không thể phát triển được. Ok quý vị, đó là cái bài giải thích của Phong về cái việc mà Việt Nam thao túng tiền tệ dẫn tới việc có thể những cái hậu quả to lớn mà người dân Việt Nam phải đối diện, bởi cái đảng cầm quyền đó đã không có làm đúng theo cái tinh thần quy tắc của cộng đồng quốc tế và nó đã cản trở rất nhiều cái lực phát triển của dân tộc Việt Nam. Ok quý vị, đó là cái bài Hilton Nhật ký phần 2 chiều ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật buổi tối. Phần tin này thì Phong sẽ nói chuyện với quý vị khi mà về lại California vào ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.